chào anh em, hôm nay kênh của chúng tôi review một cái thiết bị khử trùng không khí UVC mang thương hiệu Philips. Trước khi đi về chi tiết của sản phẩm này, chúng tôi muốn đề cập sơ qua về cái công nghệ UVC, tức là cái công nghệ mà được sử dụng ở trong cái thiết bị khử trùng không khí này. Trong thời gian vừa qua thì có khá nhiều người quan tâm đến các cái thiết bị khử trùng không khí do là chúng ta đang trải qua những cái đợt dịch bệnh COVID-19 và các cái thiết bị lọc không khí đã trở thành những cái sản phẩm bán chạy, bởi vì nhiều người kỳ vọng rằng là các cái thiết bị này sẽ tiêu diệt được các cái vi khuẩn, vi trùng ở trong cái môi trường gia đình. Thế thì cái thiết bị UVC là như thế nào? UV là chữ viết tắt của ultraviolet, hay còn gọi là tia cực tím, và cái loại tia này thì được phân thành 3 nhóm, bao gồm là UVA, UVB và UVC. Tóm lại, chúng ta sẽ không đi vào chi tiết của các nhóm này, nhưng mà chúng ta có thể biết được rằng là tia cực tím được tìm thấy ở trong ánh nắng mặt trời, nhưng khi được chiếu xuống trái đất của chúng ta thì cái nhóm UVC bị tầng khí quyển giữ lại, nhưng do nó có cái tác dụng là khử trùng và diệt khuẩn hiệu quả nên nó được các nhà khoa học tái tạo và ứng dụng rộng rãi trong việc phòng chống dịch bệnh. Đây cũng chính là cái công nghệ được sử dụng trong cái thiết bị khử trùng không khí mà chúng ta chuẩn bị đề cập đến. Trên màn hình là hộp đựng sản phẩm khá là đẹp mắt với nhiều hình ảnh cùng với toàn bộ ngôn ngữ bằng tiếng Việt dễ hiểu và chi tiết. Cái thiết bị này ấy, bán tại Việt Nam nên là tất cả các cái ngôn ngữ đều là bằng chữ tiếng Việt, rất là phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng. Không như nhiều cái thiết bị công nghệ khác thì đa phần là người ta sử dụng tiếng Anh, chỉ có cái sách hướng dẫn bán chính hãng ở tại Việt Nam ấy, thì sách hướng dẫn bằng tiếng Việt, còn tất cả những cái thứ khác thì đều bằng tiếng Anh. Theo nhà sản xuất thì cái thiết bị này có thể khử trùng không khí trong nhà chỉ trong vài giờ, và họ có cái ghi chú là thử nghiệm phân rã được thực hiện tại phòng thí nghiệm phân tích sinh học sáng tạo, được tiến hành trong buồng thử nghiệm 18 mét khối với không khí bị nhiễm virus SARS-CoV-2, đã cho kết quả giảm đến hơn 99% virus sau 90 phút hoạt động của thiết bị. Thử nghiệm phân rã cũng đã được thực hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật thử nghiệm CAS Quảng Châu, Trung Quốc, được tiến hành trong buồng thử nghiệm 20 mét khối với không khí bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu và 30 mét khối với không khí bị nhiễm virus cúm AH1N1, cũng cho kết quả giảm đến 99% virus sau 2 giờ hoạt động của thiết bị. Tất nhiên cũng phải nói rằng là những cái thiết bị kiểu như thế này thì chúng ta hoàn toàn chỉ có thể là dựa hoàn toàn vào niềm tin của thương hiệu, chứ thực tế ra thì người dùng không thể nào mà kiểm chứng được rằng là thực tế một cái thiết bị không khí diệt khuẩn có diệt được vi trùng vi khuẩn như các nhà sản xuất tuyên bố hay không. Chúng tôi bắt đầu mở hộp của cái thiết bị này và chúng ta thấy rằng là đây là sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt, khá là đơn giản, chỉ mới với 4 trang. Một cái phong bì không biết là cái gì ở trong này. Chúng tôi sẽ mở cái phong bì này ra xem. Một cái thư cảm ơn, khá là chu đáo. Cái việc đóng gói của cái thiết bị này nó khá đơn giản. Đây là cái máy khử trùng không khí với một cái sợi dây cắm điện chuẩn của châu Âu và phù hợp với thị trường Việt Nam. Đây là toàn bộ cái thiết bị UVC. Trên đây là cái mặt trên của thiết bị với các cái nút điều khiển cảm ứng khá nhẹ, bao gồm là một cái phím tắt mở, một cái phím chỉnh cái thời gian khử trùng không khí. Nó bao gồm là 1 giờ, 2 giờ và 4 giờ. Thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì nếu mà 1 giờ thì nó phù hợp cho một cái kích thước phòng là từ 1 đến 10 mét vuông. 2 giờ thì cho cái kích thước phòng là từ 10 đến 16 mét vuông và 4 giờ thì cho cái kích thước phòng là 16 đến 25 mét vuông. Chúng ta điều khiển cái phím bấm giờ này nó cũng khá đơn giản. Thiết bị này có cái thiết kế hình trụ với cái vỏ ngoài làm hoàn toàn bằng nhựa với màu cơ bản là chrome. Kích thước là 201 x 201 x 400mm. Đây là một thiết bị khử trùng không khí có thiết kế khá đơn giản, tinh tế, hay chính xác là tối giản, rất là đẹp và không cầu kỳ. Điều này nó cho phép là chúng ta lau chùi cái thiết bị này, làm vệ sinh cái thiết bị này rất là dễ dàng. Với các cái thiết bị mà liên quan đến gia đình thì chúng ta nên chú ý đến cái yếu tố là lau chùi, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là đồ dùng ở trong gia đình thì rất là dễ bám bụi, cho nên là cái việc mà càng dễ làm vệ sinh bao nhiêu thì càng làm cho các cái thiết bị trong gia đình sạch sẽ và càng trở nên đẹp đẽ hơn bấy nhiêu. Như vậy, tóm lại, thiết bị này sẽ gồm có 3 phần, bao gồm mặt phía trên được tích hợp các cái phím điều khiển cùng với cái khe để thoát không khí ra ngoài. Phía bên trong thân của thiết bị sẽ bao gồm hai cái linh kiện chính, đó là cái quạt hút gió và cái đèn UVC. Theo nhà sản xuất thì cái đèn này nó có tuổi thọ là 9.000 giờ, và khi mà cái đèn này hỏng á, thì cái đèn tín hiệu của thiết bị nằm ở phía dưới thân máy đó, nó sẽ chuyển từ màu trắng sáng sang thành màu đỏ, và lúc này thì chúng ta chỉ
còn cách là thay thế thiết bị chứ không thể sửa chữa được. Đây là cái mặt dưới của cái thiết bị này, bao gồm là bốn chân. Trên cái các cái chân này thì là những cái miếng cao su nhám. Đương nhiên rồi, những cái thiết bị công nghệ thì người ta thường làm những cái đế cao su nhám để giữ được cái thiết bị vững chắc. Dưới đế của cái thiết bị khử trùng không khí này, nhà sản xuất họ cũng ghi rất là rõ là tên của cái thiết bị, và họ cũng ghi rõ luôn là TCVN, chắc có lẽ đó là chữ viết tắt của tiêu chuẩn Việt Nam, và bao gồm các cái thông tin khác như là mã sản phẩm, nguồn điện. Nguồn điện thì ở đây người ta ghi rất là rõ là 100-240V, tần số là 50/60Hz, công suất là 35W và sản xuất thì là tại Trung Quốc, cùng một số cái thông tin khác. Đây, chúng ta có thể mở cái phía mặt dưới của cái thiết bị này ra và chúng ta sẽ thấy một cái tấm lưới lọc không khí. Chúng tôi thấy nó khá giống với cái tấm lưới lọc của cái máy hút mùi ở nhà bếp. Đấy, cái việc tháo ra lắp vào rất dễ dàng. Cái việc này nó cho phép chúng ta vệ sinh cái thiết bị một cách khá đơn giản. Đấy là cái ý nghĩa của cái việc là tháo lắp đơn giản và dễ dàng, không có một con vít nào cả. Ở dưới cái đế này ấy, để kết nối với cái thân máy ấy, là hai cái chấu bằng nam châm, và ở phía đầu bên kia là hai cái chốt cố định. Chúng ta lắp vào thì một đầu thì chúng ta đẩy cái chốt cố định vào trong thân máy, và một đầu thì hai cục nam châm nó sẽ hút xuống, và thế là cái đế này nó đóng lại thôi, không cần phải con vít hay là không cần phải tháo gỡ gì phức tạp. Phụ nữ và trẻ em cũng có thể làm vệ sinh cái thiết bị này một cách đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện vào để chúng ta xem rằng là cái thiết bị này nó hoạt động như thế nào. Đấy, sau khi chúng tôi cắm điện vào thì các cái đèn ở cái vị trí thời gian hoạt động của máy bắt đầu chớp ánh sáng màu trắng, và khi chúng ta bắt đầu khởi động máy lên thì bằng một cách bấm nhẹ vào cái nút tắt mở nguồn, sau đấy thì chúng ta sẽ chọn cái thời gian sử dụng máy bằng cách bấm vào cái biểu tượng đồng hồ ở phía cuối cùng của cái bảng điều khiển. Khi mà tắt máy ấy, thì chúng ta cũng bấm vào cái nút tắt mở, nhưng mà bấm phải giữ trong khoảng thời gian vài giây thì máy nó mới tắt. Qua trải nghiệm của chúng tôi khi sử dụng thiết bị UVC khử trùng không khí này, thì khi mà chúng ta chọn các cái chế độ là 1 giờ, 2 giờ hay là 4 giờ thì máy hoạt động khá ồn ào. Nó giống như một cái quạt máy mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Cái này là đương nhiên rồi, bởi vì cái máy này nó hoạt động theo cái cơ chế là quạt hút đẩy, cho nên là nó sẽ phải gây ra tiếng ồn. Quý vị có thể nghe được cái tiếng ồn ở cái đoạn video này. Tuy nhiên máy cũng có cái chế độ là im lặng. Khi mà chúng ta bấm vào cái biểu tượng gợn sóng thì máy sẽ lập tức chuyển về chế độ im lặng. Gần như là chúng ta sẽ không nghe thấy tiếng ồn sau khi bấm cái phím có biểu tượng sóng này. Nhà sản xuất còn tích hợp thêm cái đèn tín hiệu ở phía dưới chân của máy. Nếu mà trong cái môi trường ánh sáng ban ngày thì chúng ta rất khó để phát hiện ra cái đèn này. Nhưng mà nếu như mà trong phòng mà kéo rèm lại, hoặc là trời tối, hoặc là tắt đèn, thì cái đèn này hiển thị rất là rõ ràng. Cái đèn này nó ngay lập tức bật sáng khi chúng ta cắm cái phích điện vào ổ cắm. Nó chỉ tắt đi khi mà chúng ta rút cái phích điện ra khỏi ổ cắm mà thôi. Nhà sản xuất người ta khuyến cáo rằng là nếu mà máy hoạt động tốt thì nó sẽ là ánh sáng trắng, nhưng mà nếu mà nó chuyển sang ánh sáng đỏ thì lập tức chúng ta phải rút cái dây điện ra và mang đi bảo hành sửa chữa, chứ không tự sửa được. Cũng liên quan đến cái việc này thì ngay cả cái đèn UVC, cái lõi nằm ở bên trong thiết bị thì cũng không thể tự thay thế được. Khi nào mà nó bị hư hỏng ấy, thì cái đèn báo phía dưới đó, chân máy ấy, cũng sẽ chuyển sang thành cái màu đỏ, và như thế thì chúng ta cần phải thay thế toàn bộ thiết bị chứ không thể sửa chữa được. Cuối cùng, theo trải nghiệm của chúng tôi thì đây là một cái thiết bị khá đẹp mắt. Nó giống như một cái vật trang trí nội thất trong một căn phòng. Và theo nhà sản xuất thì nó có thể khử trùng không khí tại nhà chỉ trong vài giờ. Nó an toàn khi sử dụng xung quanh người, động vật và thực vật. Có nghĩa là theo nhà sản xuất thì cái thiết bị khử trùng không khí tại nhà này nó hiệu quả và đơn giản. Chúng tôi cũng có cảm nhận là như vậy. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là ngoài các cái ưu điểm của thiết bị như đã nói, thì đây mặc dù là một cái sản phẩm mới với giá bán khoảng 8 triệu đồng ở trên các cái trang thương mại điện tử, và mặc dù cái nhà sản xuất này họ là một trong những cái nhà sản xuất các cái thiết bị IoT, nhưng mà chúng tôi lại không thấy một cái sản phẩm với cái giá 8 triệu tích hợp IoT, có nghĩa là nó không thể nào mà điều khiển bằng các cái ứng dụng điện thoại di động. Đây là một cái xu hướng mới, và rất là nhiều các cái sản phẩm trong gia đình hiện nay thì người ta đều đã đứng ứng dụng IoT, nghĩa là nó cho phép người dùng tải ứng dụng hoặc là sử dụng các cái ứng dụng để điều khiển các thiết bị này từ xa mà không cần phải bấm các cái phím điều khiển. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn, và đây là chính là cái điều mà chúng tôi cảm thấy là đáng tiếc nhất ở cái sản phẩm này.